được cả tháng. Nhưng mà bên hôm nay em có chương trình khuyến mãi là mua hai một hộp 250, mua hai hộp 400 khoai. Nó chiết xuất từ vàng 24k, vàng non 24k. Cái hàng này mới nha, cái hàng này là mới nha mấy chế ha. Nó chiết xuất từ vàng 24k và cái hàng này là hàng mới nha. Trời ơi, hàng mới nha mấy chế ơi. Ôi trời ơi, hàng mới nha, thật lòng nó là hàng mới đó. Nó mới ra đó, hàng mới ra đó mấy chế. Nó là hàng mới ra, 250 một hộp, hai hộp 400. Bình thường á mấy chế đâu question. Em còn dưỡng tóc, dạ em còn dưỡng tóc chị Thanh Tâm ơi, em còn. Chị mua dưỡng tóc, mua mấy chai, mua hai cái 500 khoai cho nó nha, cho nó rẻ chứ mua một hộp 300 đấy. Chị ơi dưỡng tóc gì đấy chi? Dưỡng tóc này là em bao cho mấy chế luôn. Rồi hai cái nha chị Thanh Tâm ơi. Chị cho em xin số điện thoại chị. Chị Thanh Tâm có phải là cái chị thành phố Hoa Phượng không? Đúng không? Chị Thanh Tâm ơi, có phải chị là cái nick thành phố Hoa Phượng không? Tại bữa em nhớ hình như chị đổi nick thành Thanh Tâm đúng không? Lâu quá nè, lâu quá không thấy chị cái em mua nó. Nên em hỏi vậy, nếu mà đúng chị để đó đúng vậy khỏi cho số điện thoại. Khách quen. Khách nhà em quen mà nhiều khi mình phải hỏi cho chắc ăn, hỏi xác định lại mới chứ. Thanh Tâm 500 xài dưỡng tóc đã hen, bữa chị hình như có mua mà xài đã hen. Tẩy tế bào chết bao nhiêu? Tẩy tế bào chết 2 chai 500, 1 chai 250, 1 chai 290. Tẩy tế bào chết của hàng đó, cái thầy tẩy tế bào chết này ok lắm. Đây dưỡng tóc bên em, cái này là hấp tóc, dưỡng tóc, cái hấp tóc nha. Ủ tóc bên em còn đúng có 3-4 hộp, chị em nào mua nói em nha, 2 hộp 500. Em lấy 2 hộp mặt nạ rồi, chấp nhận lấy 2 hộp mặt nạ, đúng rồi đó, em quyết định sáng suốt. Ở ngoài không mua được cái này, để chị lấy mặt nạ trước cho em. Rồi chị em nào mua mặt nạ nữa nói em nha, chị bao luôn. Ủa số điện thoại mới nữa hả? Rồi ưu chê kế, điện thoại mới cho em đi. Chế ơi vô trong tin nhắn cho em nha, mua đủ 1000 nha chế ha. 0958927842. Rồi em cảm ơn chế lắm đó, cái chị này rất là. Rồi hai hộp mặt nạ cho em gì đó, chấp nhận buông bỏ. Chế nào mua mặt nạ nữa nói em nha, số lượng ít. Ok chế ơi, ok chế nói vậy là em biết. Khách quen em không có sợ, tại vì có cái nít rồi á. Có khi mà mình gọi người ta mua hàng bên mình.